Ở trường bắt em 6 giờ ra, 7 giờ vô là nghỉ được đúng gần tiếng rồi. Việc luôn nha mọi người ơi, ai thấy Túc rồi mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu của Túc Túc luôn, sáng giờ em nhớ mọi người quá trời quá đất luôn á. Hello Hữu Nghĩa, hello anh Thành Hân, hello anh Nguyễn Tuấn, Túc Túc chào anh Tuấn. Ủa anh Tuấn sao Facebook của anh Tuấn các bạn hình như đâu có được đâu ta, Facebook của anh Tuấn nó không có nút các bạn không có được. Lộn, Facebook của anh Tuấn là không comment trả lời comment được. Em trả lời comment của anh Tuấn á, nó cứ báo lên là lỗi á, nhưng mà em trả lời comment của người khác là vẫn được, không biết sao nữa. Nè, xả tóc rồi nè Cường ơi, xả tóc rồi nè, Cường thấy khách xinh không? Hello anh Bụi Cát, hello anh Cường. Anh Cường ơi, chia sẻ livestream cho em đi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Mua kính như thế nào đây em gái? Dạ, hello anh Thành Hân. Dạ, nếu như một xíu nữa anh thích cái mẫu kính như thế nào, cái form của nó là hình vuông hay là hình tròn, màu nâu hay màu đen hay là màu xanh, thì anh comment lên đây cho em đi, em sẽ lên những cái mẫu mà em có cho anh lựa chọn. Còn nếu như mà anh thích rồi thì anh comment cái mã của cái kính nè, kèm theo đó là số điện thoại để em chốt hàng cho anh, và bên em sẽ giao hàng tận nơi cho anh luôn. 3 ngày sau khi đặt hàng là anh sẽ nhận được hàng luôn nha. Và khi mà anh nhận được hàng thì anh sẽ được quyền mở ra luôn, kiểm tra hàng luôn, cảm thấy khi nào mà cảm thấy là không chày không xước ưng ý rồi thì mới trả tiền, còn không thì thôi ha. Để thương lắm luôn. Xin như người mẫu hả? Cảm ơn anh Tùng. Hello anh Cường, hello cờ anh Khanh. Chu cha, ui hơi bị lâu rồi mới thấy Khanh vô livestream của em luôn. Hello anh Thái Giảng, tôi tốt chào Thái Giảng luôn nha. Rồi mọi người ơi, mọi người vô đông đủ chưa ạ? Khi nào view tăng lên trên 100 đi, em giơ câu đối lên cho mọi người chơi mini game nha. Để em lên kính nào, em tặng cho mọi người ta. Đây, hôm nay Tốt Tốt sẽ tặng cho mọi người mẫu kính này nha. Đó là kính Gucci. Thì giá của cái kính này là 400k một cây được không ạ? Xin từng chi tiết luôn đó hả? Cảm ơn anh Đình Tùng. Em cũng nhớ anh Cường anh Khanh nữa đó, lâu quá không có gặp luôn nè. Ủa anh đi đâu mà anh không vô livestream chơi với Tốt vậy? Anh chẳng nhớ Tốt gì chết hết đúng không? Hello anh Cường, lúc trưa Tốt đi đâu vậy? Dạ lúc trưa do em bị đau bụng em không có đi làm được, em bị Tào Tháo giết sáng giờ luôn. Hello Hồng Huỳnh, hello Hồng Huỳnh nha, tôi tốt chào Hồng Huỳnh luôn nè. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy chút nữa không? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment đi. Anh đi xa lắm hả? Anh đi xa em quá phải không? Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính trên đầu của Túc đang mang thì giá của nó là 400k một cây. Ngày hôm nay là Túc sẽ tặng mẫu kính này cho mọi người đó. Túc buồn tóc rất dễ thương, ngày hôm nay anh Cường chia sẻ mạnh lên cho em nha. Hello. SD của ba ổ cứng đúng không? Ông này là ông ổ cứng đúng không? Rồi mọi người ơi, tôi tốt lên câu đố cho mọi người chơi mini game cùng Túc luôn nha. Xin không thấy vết xước luôn đó hả? Nè, đâu này có cục này là cục gì? Không biết, đâu phải cục mụn, có cục gì nè. Có xước chứ, xước nhiều lắm luôn, tại anh không thấy nó có nhiều chỗ bị xước lắm luôn. Rồi, bây giờ em lên câu đố cho mọi người chơi để mọi người nhận được kính nha. Thì câu đố hôm nay em dành cho mọi người đó là bán hàng thì ghét gì nhất mọi người ơi. Em chào anh Văn Ba Nguyễn luôn ạ. Chào Văn Ba Nguyễn luôn nha. Bộ tóc mới xinh đúng rồi hả? Vậy bây giờ một người thích xả, một người thích buộc thì bây giờ phải làm như thế nào? Rồi, mọi người ơi, mình chơi mini game cùng với em luôn nha. Thì mini game ngày hôm nay em muốn dành cho mọi người đó là bán hàng thì ghét cái gì nhất mọi người ơi. Bán khi mà bán hàng á thì ghét gì nhất mọi người comment liền cho em nha. Hello anh Văn Tiên luôn nha. Mặc cả là chưa đúng luôn hà Khánh ơi, chưa đúng luôn nè. Cái này táo hả? Ủa, để ra giờ vậy đâu biết đâu. Ê, con ngất cho chị chai nước đi. Không, ba, một xoá. Làm gì vậy? Thái độ gì vậy? Hello anh Hoáng nè, hello Tiên Phi, em chào chị Tiên Phi luôn ạ. Mọi người ơi, mình chơi câu đố ngày hôm nay mà em dành cho mọi người đó là bán hàng thì ghét cái gì nhất mọi người nha. Mọi người comment liền cho em ha. Thì hôm nay để tham gia mini game mọi người nhớ nha, nhớ chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần nè. Rồi chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em, chụp màn hình lại, inbox cho fanpage để nhận được kính luôn mọi người nha. Rồi, thích bơm hàng, lộn, ghét bơm hàng là sai rồi chị ơi.
Ghét bán ế hả? Chưa đúng luôn anh Hải Đăng ơi. Đúng là sợ bán ế nha. Rồi, người bán hàng thì nhất ghét nhất cái gì mọi người ơi? Người bán hàng thì ghét gì nhất mọi người nha? Ghét bị mất hàng là chưa đúng luôn ở cứng ơi. Rồi, bom hàng chưa đúng luôn chị Trâm Ngọc của em ơi. Chị Trâm Ngọc nha, chưa có chia sẻ live stream kìa. Chưa có chia sẻ live stream là làm sao cho mini game được bây giờ? Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Chia sẻ live stream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần nè. Chia sẻ vào hội nhóm 10 lần cho em luôn nha. Chụp màn hình lại những lần mọi người đã chia sẻ, mọi người gửi cho fanpage để nhận quà liền luôn nha. Rồi, bán hàng thì ghét gì nhất luôn nè? Ghét bán nợ là sai rồi anh Thành Lâm ơi. Hello anh Thành Lâm, em chào Tiên Phi luôn ạ. Bán hàng là sai, không mua là sai rồi. Phú Hải Lê ơi, em chào Phú Hải Lê luôn nha. Thôi, bị lâu rồi mới thấy anh Phú Hải Lê cho livestream của em luôn đó. Mọi người ơi, rồi bây giờ mình comment cho em nha. À, ghét bị chê hàng hả? Chưa đúng luôn ạ. Chưa đúng, ghét bị chê hàng là chưa đúng luôn nha. Thôi thêm nước nha. Thêm nước gì vậy? Cái giờ lần 2. Hả? Ai lộn? Chi vậy? Cái nữa đi bơi. Ê, cho chị đi bơi, cho chị đi coi chứ. À quên, xíu chị đi bệnh viện rồi. Trời ơi, lớp tùm lum. À, hôm nay áo đỏ hả? Hôm nay áo một ca chứ không phải là áo đỏ anh ơi. Không lấy hàng là sai luôn, ghét khách hàng không mua sai luôn anh Hoàng ơi. Hello bé heo của chị Tốt Tốt luôn nè. Hello. Rồi mọi người ơi, hôm nay em chơi câu đố đó là người bán hàng thì ghét cái gì nhất mọi người nhớ nha. Rồi nhớ là chia sẻ livestream về trang cá nhân một lần để chế độ công khai, chia sẻ vào hội nhóm 10 lần cho em chụp màn hình lại inbox fanpage nhận quà liền nha. Rồi. Anh hơi hôm nay anh chào Tốt Tốt và dạ ông nội. Hello Bảo Ngọc ơi, hàng hóa là sai rồi, ghét thiếu da là sai luôn ơi nha. Trời ơi, mua hàng mà ai cho mua nợ ông nội. Rồi mọi người ơi, mọi người comment liền cho em đi, bán hàng thì ghét gì nhất mọi người nha. Ai mà có chia sẻ livestream rồi thì mọi người ghi là comment là đã chia sẻ cho em, kêu các bé nhân viên check inbox của mọi người luôn nha. Rồi, người nào mà comment đúng thì có chia sẻ livestream mới được nhận quà nha. Còn nếu như mọi người comment đúng mà không chia sẻ livestream là không có được nhận quà đâu. Rồi, anh ơi Hồng chọc em hoài hả? À, gặt trên đời là sai luôn rồi anh Thành Hương ơi. Hello Thành Hương. À, đổi trả hàng là sai luôn rồi. Mã Tân Kim Chi ơi, không đúng bom hàng là sai luôn rồi. Duy Yumi ơi, hello hello Duy Yumi luôn nha. Duy Yumi ơi, chia sẻ livestream cho tức rồi ạ. Ok, chia sẻ rồi, cảm ơn Duy Yumi nha. Đổi trả hàng chưa đúng luôn anh Kim Chi ơi. Mã Tân Kim Chi ơi, chưa đúng luôn nha. Rồi mọi người ơi, tôi tốt gửi cho mọi người nha. Bây giờ để tốt coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, đứng gửi cho mọi người liền luôn. Coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Cuối live không ai đoán được thì chơi. Anh đoán vì anh chưa được chơi. Anh về. Ai anh Cường đẹp trai mới được nha anh ơi. Thằng Lâm nó kêu là anh mà đẹp trai vậy anh mới được nha, còn nếu như mà anh không đẹp trai là anh không được chơi vậy đâu. Rồi à, kỳ vậy ta, vậy làm sao mà nói chuyện làm ven được Tuấn Tuấn? Dạ anh Tuấn ơi, em không biết nữa, mỗi lần anh comment em thấy comment của anh em trả lời comment nhưng mà nó cứ báo là lỗi à, nó không có cho trả lời comment. Rồi, để em coi bao nhiêu lượt share rồi, nếu như lượt share tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Hiếu nợ là sai, cảm ơn anh Hoàng Việt ạ. À, mắt cá là sai là mặt cả hả? Hello Khang Cai Huỳnh, chị Tốt Tốt chào Khang Cai Huỳnh luôn nha. Hello Nhi Ngọc, người mua không hài lòng là chưa đúng luôn anh không quan tâm ơi. Ghét ế hả? Ghét ế hả? À, chưa đúng luôn anh Hùng Nguyễn, hello anh Hùng Nguyễn của Tốt Tốt luôn. Rồi, lượt chia sẻ là 148 lượt chia sẻ mọi người ơi. Em nói Long, avatar là anh đó. Anh nổ quá anh Cường ơi, xạo quá đi quá trời quá đất à. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ em sẽ tặng cho mọi người một cái dòng kính cao cấp bên em nha. Để em lên kính này là kính cao cấp em tặng cho mọi người nè. Đẹp lắm luôn á. Long ơi, Long ơi, Long. À có rồi Long ơi, đi tiếp đi. Đi tiếp đi, có rồi. Tưởng sẽ mai là bị lộ hàng rồi kia. Sẽ mai là bị lộ đáp án rồi đó. Rồi bây giờ mọi người ơi, em sẽ lên cái câu đố này cho mọi người luôn nha. Hello quả đen, chào em đi, hít hít thì chào Quân Quang Huyền luôn nha, chị chào Nguyễn Hiếu luôn nè. Hello Nguyễn Hiếu, mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang mang lên cho mọi người coi. Cái mẫu này là mẫu dành cho nam nha, nhưng mà nữ mình cũng mang ké được luôn. Thì cái mẫu kính này được làm bằng gỗ mọi người nha. Ngày hôm nay em sẽ lấy cái kính này ra em tặng cho mọi người luôn. Đây, cái kính này giá của nó là 700k một cây, thương hiệu Boxer, gọng Titan nha. Tặng cho mọi người, không bán nha, chỉ tặng cho mọi người thôi. Ghét bị lừa là sai rồi Lê Thủy ơi. Hello quả đen, tôi thích chào quả đen luôn nha. Bán hết hàng không còn hàng bán luôn. Không phải đâu, ghét cái gì mà ghét nó vậy là sai luôn rồi. Rồi, mọi người nhìn nha, cái kính này em đang mang rất là sang trọng luôn. Anh nam mà mang vô em nói thiệt gái đã chết hết luôn đó. Gái chết mê, chết mệt, chết la, chết liệt máy anh luôn đó nha. Ghét thấy em hả? Vì em có dễ thương hả? Anh đăng đen, anh đăng bên chọc em nha. Ghét trời mưa là sai rồi. Trời ơi, bán hàng online mà trời mưa có sao đâu. Trong trong nhà mà có sao đâu. Rồi,
Kính này em đang mang cho mọi người, giá của nó là 700k một cây. Ngày hôm nay em sẽ tặng cho người chơi mini game cùng với em, ok chị ạ? Vậy em sẽ để trên đầu cho mọi người nhìn để mọi người lấy comment, à, lộn lộn lấy động lực mà comment nha. Thì em sẽ hướng dẫn cách làm sao để mọi người nhận được cái kính. Nghe cái giọng kỳ hết ta. Rồi, bây giờ, trời ơi đầu tóc của em nè. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream luôn nha. Mọi người làm theo em để mình nhận được kính của em luôn nha. Đây, mọi người nhìn nha, ở trong màn hình livestream thì mọi người click vào cái chữ chia sẻ ở đây. Đó. Rồi, click vào chữ chia sẻ hội nhóm cho em là phía bên đây luôn nha. Mobifone nhắn cái gì đó ta ơi. Rồi, nè mọi người nhắc lại nha, bấm chữ chia sẻ nè, bấm chữ chia sẻ cho em, chọn chia sẻ hội nhóm. Rồi, nó sẽ ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Đó, hội nhóm nhiều lắm. Click vào những cái ô chia sẻ ở đây cho em nha. Đó, click vào những cái ô chia sẻ ở đây cho em. Thì ai là người click nhiều nhất em sẽ tặng kính cho người đó trong vòng 3 phút thôi ha. Rồi, chia sẻ hội nhóm xong rồi mình bấm chia sẻ nè. Bấm chữ chia sẻ, chọn ô viết bài là ô đầu tiên. Bấm chữ đăng là ok nha. Rồi, ok chưa? Ghét mặt trả là sai bao nhiêu một cái dạ Năm Vũ ơi. Cái kính trên đầu Tú đang mang là 700k một cái anh nha. 700k một cái đó anh Tuấn Vũ ơi. Đây, em mang lại cho anh coi nha. Rất là ngầu, rất là sang luôn anh thấy không ạ? Rồi, bây giờ mọi người ơi, Tú sẽ bấm giờ trong vòng 3 phút thôi. Ai chia sẻ livestream của em nhiều nhất, em tặng cho người đó cái kính em đang mang luôn. Và em sẽ công bố trực tiếp trên livestream này luôn cho mọi người theo dõi luôn nha. Rồi, 3 phút bây giờ bắt đầu mọi người ha, 3 phút bắt đầu, ok, tên. Rồi, cho những người còn lại thì comment câu đố liền cho em, còn những người nào có hội nhóm thì chia sẻ hội nhóm giúp em luôn nha. Hoặc là mọi người chia sẻ vào hội nhóm hoặc là về trang cá nhân cũng được. Hello anh Cu Bùi, hello anh Cu Bùi luôn ạ, à. Em cảm ơn anh Hoàng Mạnh. Rồi, hello anh Nam Vũ luôn nha, em cảm ơn anh Dũng Phan Trọng luôn ạ. À. Rồi, mọi người chia sẻ livestream cùng với Túc Túc luôn nha, thời gian cho mọi người là 2 phút 30 giây thôi. Rồi, mọi người comment liền cho em đi, bán hàng thì ghét cái gì nhất mọi người ơi. Khi mà mình bán hàng thì mình ghét gì nhất luôn nha. Hello, kính nhìn ngon thế hả? Kính này có ăn được đâu mà ngon. Kính này em để trên đầu cho các anh luôn nha. Rồi, các anh comment cho em, các chị comment cho em luôn đi ạ. À. Rồi, chia sẻ xong nhé, gặp ông cảm ơn Kim Chi. Chào em chào Vũ Bình luôn ạ. À. Không nghe điện thoại là sai luôn, không nghe điện thoại là sai rồi, Yumi ơi. Rồi, mọi người ơi, bán hàng thì ghét cái gì nhất là còn hàng là sai luôn. Em cảm ơn anh Dương Quang Thịnh ạ. À. Ghét thiếu là sai luôn rồi, Túc Nô Vít ơi. Ép vá hàng cho đúng luôn Vũ Bình nha. Rẻ quá mọi người ơi, đúng rồi, cái kính trên đầu của em là 700k một cây. Ngày hôm nay sẽ tặng cho người nào chia sẻ mini game của em nhiều nhất trong vòng 2 phút này thôi. Sau 2 phút này kết thúc, em sẽ kiểm tra xem người nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất tặng cho người đó cái kính mà em đang mang luôn nha. Rồi, ghét chê, ghét trả giá là sai, không nghe điện thoại là sai. Bán hàng ghét cái gì nhất, ai bán trúng em tặng cho mọi người cây kính được không ạ? À? Rồi, em cảm ơn Văn Minh Hoài bảo nhiều ạ. À. Ghét người không mua là sai luôn, trời ơi, người không mua thì thôi, có gì đâu mà ghét. Ghét mặt cả là sai luôn rồi, Nhi Ngọc ơi. Để kiểm tra coi nha, bao nhiêu lượt chia sẻ. Nếu như lượt chia sẻ tăng trên 500, em sẽ gửi ấy cho mọi người liền luôn đáp án có bao nhiêu từ. Gửi ấy chữ đầu tiên cho mọi người mau mau trúng kính luôn nha. Ghét dâm là sao cha nội? Hay là tấn khỉnh. Ý, em cũng có đăng khỉnh giống như anh luôn nè. Ghét đặt hàng rồi không mua là sai luôn rồi. Anh mà được chơi là anh đoán trúng luôn đó. Anh Cường nghệ tướng quá, anh Cường hôm qua trúng thưởng thích nha. Nhưng mà anh Cường tặng kính cho em rồi, em cảm ơn anh Cường nhiều. Đây, để em coi coi. Để em coi coi nha, coi lượt share là bao nhiêu. Wow, 268 lượt share mọi người ơi. Mọi người ơi, 268 lượt share chỉ cần tăng lên cho em đủ 500 lượt share, em sẽ gửi đáp án liền cho mọi người luôn. Không tương tác là sai, ghét bom hàng là sai luôn nha. Rồi mọi người nhìn nha mọi người ơi. Anh Trọng Nghĩa là anh Trọng Nghĩa còn tốt hoài à, viết lên rồi. Đúng rồi mọi người, bán hàng thì ghét gì nhất nha. Nhớ nha, người tham gia mini game là chia sẻ về trang cá nhân một lần chế độ công khai, chia sẻ 10 lần vào hội nhóm cho em kèm theo đó là comment đáp án đúng, thì một người được comment vô số comment luôn. Nhưng mà nhớ nha, chia sẻ livestream là một chia sẻ tương đương với một comment cho mọi người. Mọi người hãy comment thiệt là nhiều và chia sẻ thiệt là nhiều. Quật tiền là sai luôn rồi. Ma Lăng ơi, hello Ma Làng chứ lộn, hello anh đẹp Văn Tây, tôi tốt nhớ anh lắm luôn. Không có người mua là sai luôn rồi nha, không chia sẻ là sai, ghét hàng không đủ tiêu chuẩn. Không phải, bán hàng thì ghét gì nhất chứ không phải là mua hàng. Ghét hàng, bán hàng là ghét gì nhất luôn nha. Nợ da là sai rồi, chị Linh Đặng chó và Linh Đặng sao mà dễ thương quá vậy, cái mặt mà trắng móc luôn kìa. Bà có xài kem dưỡng da gì không mà da đẹp quá vậy. Rồi, ghét thiếu là sai rồi anh Hải Nguyễn ơi, ghét nhất là không bán được hàng là sai rồi Thành Hai nha. Thái Hình ơi, ghét ế là sai, không nói có là sai luôn. Ghét người chửi mình là sai rồi nha. Quá, wow, thời gian chia sẻ livestream đang dần kết thúc rồi mọi người ơi. Chuông đã báo lên cho em rồi. Bây giờ thì mọi người tranh thủ chia sẻ livestream nha. Đi đâu rồi lòng? Đi thay đồ bé.
Đâu để em coi coi nha, để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi nha. Nó ăn hiếp em hoài kìa mọi người ơi. Em chỉ hỏi nó thôi mà nó ăn hiếp em dữ quá mọi người ơi. Thằng chớ nên hàng đâu em? Dạ hàng trên đầu em nè anh ơi. Ghét giành khách là sai, không nói có là sai, bơm hàng là sai. Rồi mọi người ơi, mọi người cứ đoán trực tiếp cho em đi nha. Bây giờ thì hệ thống đã báo cho em là lượt chia sẻ 3 phút đã kết thúc rồi. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ cái livestream này nhiều nhất, và em sẽ công bố trực tiếp trên livestream luôn. Cho nên những ai có chia sẻ livestream rồi hãy ở lại trong livestream để coi coi em công bố kết quả nha. Rồi ghét cái miệng của em hả? Anh chọc em hoài, ghét là không thấy được hàng sai rồi. Bị bẻ hàng là sai, ghét mấy đứa lộ mua mà cứ hỏi mấy đứa không mua đúng không? Phát xít ơi. Rồi chưa đúng luôn anh ơi. Bán hàng thì ghét gì nhất mọi người comment cho em thiệt là nhiều luôn nha. Không ghét gì hết hả Hoài Bảo ơi? Thiếu là sai rồi, chàng trai năm ấy ơi, chưa đúng luôn. Ghét lại bắt hàng là sai luôn nha. Anh Mã Tâm Kim Chi chia sẻ rồi đúng không ạ? Nhưng mà Hồng Nhung Kích Tí Lớp chưa chia sẻ livestream kìa. Mọi người nhớ nha, thể lệ để tham gia mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai. Chia sẻ vào 10 hội nhóm giúp em luôn nha. Đang live mà hết pin điện thoại hả? Anh Phạm Quỳnh thiệt là hay. Nhưng mà anh ơi, những ai có livestream bán hàng người ta đều cấm cục sạc trên cái điện thoại. Sạc hoài, sạc hoài, sạc đến khi nào mà điện thoại nó hư thì thôi. Lúc nào cũng cấm sạc hết trơn chứ không ai rút ra đâu. Rồi, mọi người nhanh nha, bán hàng thì ghét gì nhất mọi người comment đi. Ghét bị quản lý thị trường bắt hàng chị Linh Đặng dễ thương quá vậy bà nội. Chưa đúng luôn, ăn cắp là sai luôn nha. Rồi, tăng sinh giảm mua tích cực cầm nhầm. Đù, hơi bị dễ thương. Ôi cái câu này dễ thương quá vậy anh Văn Ánh ơi. Rồi, không ghét gì hết là sai, tiền giả là sai, là Hoàng Mạnh ơi, nợ là sai, là Dung Nguyễn nha. Rồi mọi người tranh thủ comment liền cho em nè. Chưa có ai đoán đúng bây giờ gửi cho mọi người. Bây giờ để em coi lượt share là bao nhiêu. Nếu như lượt share tăng lên em sẽ gửi liền, gửi liền cho mọi người luôn nha. Rồi bây giờ bao nhiêu người ta, bây giờ bao nhiêu người ta, wow 422 lượt chia sẻ. Chỉ cần tăng lên đúng cho em 10 lượt chia sẻ nữa thôi, 10 lượt chia sẻ nữa em sẽ gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ luôn nha. 10 lượt chia sẻ nữa em sẽ gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ. Bán hàng thì ghét gì nhất mọi người nha. Bán hàng thì ghét gì nhất đây? Khách không mua là sai, bơm hàng là sai, bị chửi là sai, ghét bơm hàng là sai rồi. Anh bên bo đê tiện ơi, tết cho tưởng bê đê tiện chứ. Rồi anh ghét nhất là nhắn tin mà người khác không rep lại. Anh Cường đang chửi em đúng không? Rồi bơm hàng là sai luôn nha, ghét bị bơm hàng là sai luôn rồi. Bán hàng thì ghét gì nhất đây? Để em coi lượt chia sẻ, hồi nãy là 422 lượt chia sẻ. Lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên đúng 10 lượt chia sẻ nữa thôi là 452 lượt chia sẻ, gửi cho mọi người liền luôn. Nói nhiều quá cái miệng em nó muốn méo luôn rồi nè mọi người. Đây để em coi coi nha. Rồi lượt chia sẻ tăng lên chưa? Chưa có tăng lên. 10 lượt chia sẻ nữa thôi, 10 lượt chia sẻ nữa thôi. Ghét nhất là không bán được nè. Không bán không được hả? Ghét nhất là bán không được sai rồi anh ơi. Ghét hỏi giá là không mua là sai luôn nha. Rồi gửi cho mọi người nha. Lượt chia sẻ đã tăng lên rồi, ok. Lượt chia sẻ đã tăng lên rồi, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên bao nhiêu nha. Wow, 458, ok đã tăng lên rồi ha. Rồi nói kiểu này là he làm gì kìa mà. Hello anh sát sống, tôi tốt chào anh luôn nha. Rồi mọi người ơi, gửi cho mọi người đáp án hiện tại có 1, 2, 3, 4 từ mọi người ơi. Để anh coi coi cái chữ đầu tiên là chữ gì nha. Từ từ. Rồi gửi cho mọi người liền luôn nha. Đáp án có 4 từ, chữ đầu tiên là chữ ghét, còn 3 chữ sau là cái gì mọi người ơi? Chữ ghét là chữ đầu tiên, còn 3 chữ sau luôn nha. Bỏ cái câu hỏi xuống là lượt share nhiều hơn hả? Anh chào em ngoài hả? Ghét các tượng đế là sai luôn. Dạ anh sát sống ơi, tôi sẽ nói chậm lại luôn nha. Túp nói nhanh quá à. Dạ vậy Túp sẽ nói chậm lại cho mọi người nghe nha. Đó là bán hàng thì ghét gì nhất, đáp án có 4 từ, chữ đầu tiên là chữ ghét mọi người nha. Rồi còn 3 chữ sau thì mọi người tự đoán nha. Ghét gì mọi người ơi? Ghét bom hàng là sai luôn rồi, không đúng luôn nha, không đúng luôn nè. Ghét trả lại hàng là sai luôn, ghét bị cúp điện là sai luôn rồi. Ở trong lúc nói Túc đã lộ một từ rồi mọi người không để ý à? Chữ ghét đó. Rồi ghét nhất là bạn chịu, bán chịu hả? Chưa đúng luôn anh ơi. Rồi mọi người ơi, đáp án mọi người cứ comment đi nha, em sẽ nhìn coi đáp án của ai là đúng, kèm theo đó là nhớ chia sẻ livestream nha. Còn bây giờ em sẽ dành một phần quà bất ngờ dành cho mọi người trong livestream của em. Mọi người nhìn nha, mọi người nhìn nha, để coi coi bây giờ lúc mà mọi người đang hào hứng em sẽ lấy một cái mẫu ra em sale sập sàn cho mọi người coi luôn nha. Đây cái mẫu kính này mọi người nhìn nha, đây rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? Thì những ai đang comment mini game của em mới được mua kính này với giá cực kỳ rẻ luôn, mà chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ cái kính này có giá như vậy nha. Cái kính này có thương hiệu là Hugo Boss, có chữ Boss được khắc tia laser trên đây. Giá kính này là 400k một cây, hộp khăn đầy đủ cho mọi người, bảo hành đầy đủ 3 tháng cho mọi người. Khi mua hàng bên em sẽ được là kiểm tra hàng rồi mới ok luôn nha. Đặt hàng không lấy là sai luôn rồi nè. Túc nói lộ từ thứ tư rồi ạ. Rồi mọi người comment liền cho em luôn nha. Đây mọi người nhìn nè, thấy không ạ?
Cái chữ này nè, cái chữ này là được khắc bằng tia laser nha. Trong này được làm bằng tròng thủy tinh hữu cơ chống tiêu UV chuẩn 400 luôn. Có cái tên ngay đây nè là Hugo Boss về tháo ra cho em. Viền này được làm bằng viền titan. Viền titan không bong, không tróc, không xét, không gỉ. Mọi người nhìn nha, trời đất ơi, cái càng kính nó sang chưa. Thì giá cái kính này là 400k một cây. Ngày hôm nay em sale cho đúng 11 anh chị đầu tiên comment cho em mã kính này là 2021 kèm theo số điện thoại 149.000 một cây nha. Em có màu đen cho mọi người nữa. 149.000 một cây. Em còn có màu đen nữa mà màu đen nó đâu mất tiêu rồi ta. Long ơi Long. Long ơi Long. Rồi, mã kính này ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. 2121 gì 2021 kèm theo số điện thoại liền cho em. Đây kính này em còn có màu tím nữa cho mọi người. Ghét bị chửi là sai, ghét lừa dối là sai, ghét bị cạnh tranh là sai luôn rồi nha. Rồi. Ghét người mở hàng vô duyên là sai luôn rồi, bơm hàng là sai. Đây em còn có màu khói cho mọi người nữa, thấy chưa ạ? Lấy cho chị cái 2021 màu đen đi Long. Ở đây không có nè. Rồi mọi người comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Giá của nó là 149.000 một cây. Chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. 2021 này em có 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Và chỉ chốt cho 11 người đầu tiên comment thôi. Người thứ 12 comment là quay về với giá 400 nha. Đây em còn có màu đen cho mọi người nữa. Rất là sang chảnh, rất là sáng luôn. Mẫu kính này hả? Nam nữ đều mang được hết trơn luôn đó nha. Và cái mẫu kính màu vàng này mình có thể là đi đêm được luôn, vì nó rất là sáng, mình đi ngày đi đêm đều được luôn nha. Đây em mang là màu đen nè. Rồi mọi người comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. Anh Hùng Hiệp ơi, cái mẫu này đẹp lắm luôn nè. Anh lấy thì anh comment cho Túc Túc liền luôn nha. Bây giờ Túc bắt đầu chốt hàng cho mọi người. Chỉ có 11 người đầu tiên thôi nha mấy má ơi. Rồi 2021 kèm theo số điện thoại 149.000 một cây. Khi mua hàng mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán tiền luôn. Rồi sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn, cho nên mọi người yên tâm nha. Chất liệu được làm bằng tròng thủy tinh, không phải là nhựa, không phải là meca mọi người ha. Nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Mẫu màu đen này nam mang lên cực kỳ sang. Mẫu màu trà này nam nữ đều mang được. Rồi em chốt cho chị Liên Nguyễn một cây luôn. Ok Liên Nguyễn luôn nha. 149.000 một cây. Chốt cho Hà Hoàng một cây luôn. Ok Hà Hoàng luôn nha. Mọi người comment cho em mã kèm theo số điện thoại 2021 kèm theo số điện thoại. Em chốt cho nghĩ ra được gì ngoài việc cái gì vậy cha nội. Ghét vì em đẹp mà anh chọc em ngoài à. Hà Hoàng ơi, tôi có chốt cho anh rồi luôn nha. Em chốt cho Trung Kiên một cây này luôn. Ok 2021 cho Trung Kiên. 3 cây đã ra đi. Mọi người lấy thì tranh thủ comment liền, rất mạng là sai luôn nha. Em chốt cho chị Liên Diệp một cây luôn nè. Liên Diệp một cây nha. 2021 kèm số điện thoại liền cho em luôn nha. Hôi bị đẹp. Cái kính này em nói thiệt nha mọi người, mang chỉ có nước là nó chán rồi thôi, chứ không thể nào mà hư được đâu. Kính này cái viền của nó rất là sáng bóng luôn. Trồng thủy tinh mọi người nha. Em cảm ơn anh Hồng Sơn và anh Hồng Sơn mua kính cho em đi. Mua kính ủng hộ Túc Túc nha. Cái gọng này mọi người thấy không? Nó lá lá lên như vậy rất là đẹp. Trồng này nó trong lắm cho nên mình có thể là mình đi xuyên đêm được luôn, vì màu đen nó cũng rất là sáng luôn. Ok anh Lan Đinh luôn nha. 2021 màu nâu em đưa cho mọi người coi nè. Sáng trưng luôn nha. Hiệu của nó là Hugo Boss chống tiêu UV là chuẩn 400. Đây Túc Túc sẽ test tiêu UV trực tiếp cho mọi người coi luôn. Chống tiêu UV là chuẩn luôn mọi người nha. Thấy không ạ? 385 luôn ha. Rồi, à, cái chỉ số chuẩn tiêu UV là từ 375 tới 400 thì đây đạt tới 385 mọi người nha. Ai lấy mọi người comment liền cho em. Em nghe nè Hùng Sơn ơi. Cơ bán kính xinh gái thật, em cảm ơn đời trai phiêu bạc. Chốt cho Lan Đinh một cây luôn nha. Chốt cho Lan Đinh một cây 2021 luôn rồi nè. Mọi người ơi, phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Giá bao nhiêu tiền em? Dạ 149.000 một cây. Anh ơi, ship tận nhà cho anh luôn. Anh sẽ được mở kính ra, coi kính luôn, coi có bị trầy, bị xước, có đúng mẫu, đúng mã gì không. Nếu như mọi thứ đều ok hết thì anh mới trả tiền, còn không thì thôi anh trả lại hàng luôn nha. Rồi, ai lấy mẫu này tranh thủ comment cho em 2021 kèm theo số điện thoại. Anh Vũ Quỳnh ơi, anh lấy kính này comment nha. Chốt cho Ngọc Thanh Nguyễn một cây này luôn. Ok chị yêu nha. Ngọc Thanh Nguyễn 2021 149.000. Hồng Sơn ơi, anh lấy anh comment cho em đi 2021 kèm theo số điện thoại. Trên sách em bán cái này tới 400.000 lận. Hôm nay em xem chỉ còn có 149.000 một cây thôi nha. Ờ, hình như có trong đó đó. Đó, rất là đẹp luôn mọi người thấy chưa, siêu sang chảnh. Rồi, bây giờ em lên một cái đồng kính cao cấp hơn cho mọi người coi luôn nha. Bê đê đãi. Rồi, con cung lục trong đó đi, cung lục căng ở ngoài coi sao. Chị không nhớ được, chị có bỏ vô đó. Rồi, em sẽ lên kính khác cho mọi người coi liền luôn. Thì đây là một cái kính rất là ngầu luôn. Thì những anh nam nào mình thích ngầu thì mình chọn mẫu kính này nha. Đây, đây là dòng kính Watcher, là dòng kính cao cấp bên em, mọi người nhìn thấy không ạ? Ok, Nguyễn Hoàng Tú, em chấp cho anh 2021 luôn nha. Mẫu kính này mở ra mở vô được luôn. Bên trong tráng phản quang màu xanh. Thì cái lớp phản quang này nó chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Trong kính này nó được làm bằng tròng Polaroid nha.
Ok Nguyễn Hoàng Tú ơi, chút thấy comment của anh rồi sẽ chốt cho anh luôn nha. Trong kính này được làm bằng tròng bolero, rơi rớt không vỡ không bể. Đằng trước của nó có chắn một lớp nano cứng chống chày chống xước cho mọi người luôn. Trên đây nè, có cái chữ Botcher được khắc tia laser màu vàng rất là ngầu. Bên hông nha, nó sẽ có màu trắng ngay đây thì có chữ Botcher nó khắc trên chỗ này cho mọi người, chữ Botcher. Rồi, Đình Tú ơi đâu có đâu, đâu có mất sữa mũi đâu cho nội. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người nè. Mẫu ở đây nè, nó sẽ có là màu bạc, cầu kính ngang, cầu kính cong, trồng bolero em mang cho mọi người coi nha. Thì cái form này mở ra mở vô được luôn, cho nên mặt to, mặt nhỏ gì mình cũng mang được hết trơn á. Đó, em mang cho mọi người coi, thấy chưa? Rất là ngầu luôn, mẫu kính này nam mang cực kỳ ngầu mọi người nha. 700k một cây, hôm nay em sẽ cho mọi người còn 350, một nửa giá tiền thôi. Một nửa giá tiền cho ai nhanh tay comment liền cho em nha. Mã kính này là 8722 kèm số điện thoại, rơi rớt không vỡ không bể, em test tiêu ve cho mọi người coi, chấm tiêu ve chuẩn 400, thấy chưa ạ? Khi mọi người mua hàng sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ luôn nha. Đây, có hộp đầy đủ cho mọi người. Thì cái form kính này dành cho những anh nam nào là mình điềm tĩnh, mình không thích quá nổi trội, không thích quá nổi bật thì mình chọn mẫu kính này. Form của nó là form tròn, rất là dễ mang luôn. 8722, cái em đang đeo dạ hồng xuân ơi. Anh cho em xin mã là 8722 đi. Không có cần comment nữa mà chỉ cần comment cho em là 8722 thôi. Em chốt cho anh hồi nãy là anh Nguyễn Hoàng Tú một cây 2021 nha. Một cây 2021 cho anh luôn nè. 149.000 một cây. Còn cái cây này em đang mang là 8722 cho anh Vinh Saker. Ok anh Vinh Saker của Túc luôn nha. 350 một cây, phí ship ngoại thành 30, phí ship nội thành 20, mua 500k alo, mua hóa đơn 500k miễn phí ship luôn. Bữa năm đôi kìa hả? Nói không ngừng luôn đó. Anh Osei Nima gì đó thôi, anh tên gì để Túc biết Túc gọi anh ra nè. Rồi, vốn từ ở đâu vậy? Dạ vốn từ do má em cho. Hùng Sơn ơi, anh comment cho Túc đi là 8722 để Túc chấp hàng cho anh luôn nha. Hello, hello anh Toàn luôn nè, anh Toàn ơi, anh Toàn comment vậy em sẽ mắc cỡ đó. Rồi, mã kính này 8722, khi mọi người mua hàng mọi người sẽ được tặng đây luôn nha, tặng cái hộp chính hãng của nó luôn. Thì kính này là kính chính hãng, bảo hành 3 tháng cho mọi người. Rất là sang, cái hộp kính nó đẹp lắm, mọi người nhìn nha, ngầu lắm luôn. Đó, khi mua hàng sẽ được bảo hành đầy đủ cho mọi người. Ok, tiếp yêu, ok anh Vinh Saco nha. Rồi, anh Hùng Sơn ơi, anh có thể nào cho em xin cái mã của nó là 8722 được không? Rất là ngầu luôn mọi người nha. Rồi em qua mẫu cho mọi người coi liền luôn ha. Đây là dòng Botcher, là một cái dòng thể thao. Rồi còn cái kính mà hồi nãy em mới vừa lên mà tặng mini game chia sẻ đó, là cái kính này em sale luôn nha. Kính này em sẽ để trên đầu nè. Gác bị giảm giá là sai rồi. Kính này nha, mã của nó là 8819, chồng của nó là chồng hình chữ nhật, rất là đẹp luôn. Chỉ đợi xin file hả? Rồi ok, vậy em comment cái file em lên rồi mọi người kết bạn với em nha. Để em comment Facebook em lên, mọi người gửi kết bạn cho em luôn ha. Ok chưa ạ? Nhưng mà mọi người nhớ ủng hộ kính của em với nha. Anh gì đó ơi. Rồi ok Hồng Sơn, em đã thấy của anh rồi. Anh ơi, anh Osei gì đó ơi, anh tên gì để em biết em gọi anh coi nè. Ok Hồng Sơn, em chốt cho anh 8722 luôn nha. Em sẽ comment là tốt tốt nè mọi người nha. Mọi người ơi. Đó. Rồi, mọi người kết bạn với em đi, còn không mọi người comment. À, mọi người chỉ cần bình luận vô cái bài viết đầu tiên của em đi là em sẽ kết bạn với mọi người liền luôn nha. Còn mọi người gửi kết bạn em sợ là nó bị chuyển qua chế độ là theo dõi á. Rồi, kính này em đang mang là 8819, một cái dòng cao cấp bên em, trồng bolero chống trời chống bể cho mọi người luôn. Cũng là dòng Botcher luôn nha. Ở bên hông nè, có chữ Botcher cho mọi người. Ngay cái khúc này được làm gỗ, cái gỗ có vân luôn mọi người thấy chưa? Đây là gỗ cao cấp chính hãng của Botcher sản xuất ra luôn mọi người nha. Rất là đẹp, thấy không ạ? Đó, cái viền màu vàng ngay chỗ này đều được làm bằng titan. Thì nó sẽ không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Bên em có bảo hành cho mọi người luôn nha. Đây, em test tiêu ve trực tiếp cho mọi người coi. Chấm tiêu ve chuẩn 400. 8819. Thì dành cho những anh nam nào manly nha, mà mình còn thích là thời trang, thời thượng nữa, thì mình chọn một kính này. Nó sẽ rất là thời trang luôn đó. Hơi nổi trội một xíu luôn ha. Là có cái gọng này nó sẽ rất là sang, nhìn thời trang lắm. 8819 nha, giá 350 một cây. Rồi, ai lấy mã kính này comment liền cho em 8819 luôn nha. Thích người cơ, không thích kính hả Nguyễn Thi ơi? Chào em và anh Nguyễn Thi ơi, em mua kính ủng hộ tốt tốt đi. Có giá có 350 một cây thôi, trên shop em bán tới 700k một cây lắm đó. Hello, Thanh Trúc luôn nè, chị Trúc chào em luôn nha. Có chơi mini game em ơi. Mini game đó là cái câu này nè. Người bán hàng thì ghét gì nhất mọi người nha. Người bán hàng ghét gì nhất mọi người comment liền cho Túc luôn. Đó,
Thanh chúc cho em mini game với chị chúc nha, nhớ là chia sẻ là chị mới được chơi luôn đó nha. Em chúc cho Trần Duy một cây 8819. Trời đất ơi, em nói thiệt cái cây 8819 này nó đẹp lắm, mọi người mang lên nhìn rất là ngầu, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Trần Duy một cây luôn nè, chúc cho An Nhiên một cây 8819 luôn nha. Em cảm ơn chị An Nhiên, cái kính này nữ mang đẹp lắm luôn đó chị ơi. An Nhiên một cây luôn nha. Em chúc cho Diệp Anh một cây luôn. Ok Diệp Anh luôn nha. Tôi một cái 8819. Lê Phong cho xin số điện thoại đi ạ. Huỳnh Thanh ơi, có chờ ai có mua kính thì comment cho em là 8819 kèm theo số điện thoại luôn nha. Em chết cho chị Diệp Anh một cây luôn nha. Ok luôn nè. Em chết cho chị Kiều Diễm một cây luôn nha. 8819 một cái hàng hot bên em mọi người. Chị Kiều Diễm ok nha. Comment đầy đủ mã kèm số điện thoại cho em cho Du. Duy Du Mi một cây luôn. Ok Duy Du Mi luôn nha. Huỳnh Thanh ơi, có lấy thì comment cho em là số điện thoại luôn nha. Duy Du Mi một cây luôn nè. Rồi anh Lê Phong ơi, cho em xin số điện thoại để em chốt hàng cho anh luôn nha. Em chốt cho anh Trần Tiến một cây này luôn. 8819 nha. Duy Du Mi em chốt rồi, Trần Tiến em chốt rồi luôn nha. Rồi còn ai lấy cây này nữa mọi người comment liền cho em. Hồng Sơn chốt 8722, nãy chưa chốt cho Hồng Sơn nữa, chốt cho Hồng Sơn một cây 8722 của anh hồi nãy là 350 một cây. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi em sẽ mang cái kính này lên một lần nữa cho mọi người coi nha. 8819 một dòng siêu phẩm bên em. Ok Lê Phong, tôi thấy là của Lê Phong rồi nha. 8819 cho Lê Phong luôn. Lê Phong bao tiền? Khánh Lâm ơi, 350 một cây đi ạ. 2021 khi nào có hàng vậy Nguyễn Tú ơi? 2021 3 ngày sau là sẽ có hàng liền luôn. Một xíu nữa nhân viên bên Túc sẽ gọi điện giúp hàng, hoặc là ngày mai nhân viên sẽ gọi điện cho Tú nha. Khánh Lâm ơi, 350 một cây anh ơi, đây là hàng chính hãng cao cấp tặng hộp voucher đầy đủ cho anh luôn. Thì đây là một cái dòng thể thao anh mang lên sẽ rất là sang, đằng sau nó là như vậy nha. Em chào anh Tam Nguyễn ạ. Rồi, kính này em mang cho mọi người coi, mọi người nhìn nè, bên hông của nó nè. Trời đất ơi, nó sang lắm luôn, mà còn bền nữa. Cái kính này là khi mà rơi rớt cũng không vỡ, không bể, mà còn chống chày, chống xước nữa nha. Gửi cho mọi người đáp án có 4 từ và chữ đầu tiên sẽ là chữ ghét mọi người nha. Rồi, ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em nha. 8819 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn đi ạ. Rồi, Khánh Lâm ơi, Khánh Lâm có lấy thì comment cho em. Bây giờ em sẽ qua mẫu cho mọi người một cái dòng mà mình đi đêm được luôn, mà nó còn đổi màu được nữa nha. Thì dòng này sẽ là dòng cao cấp bên em. Rồi mọi người ơi, các anh trai của em ơi, nếu như mọi người thích kính nào giá tầm trung thì mọi người comment cho em đi. Em sẽ lên những cái kính nào giá tầm trung trung cho mọi người dễ mua luôn nha. Còn bây giờ em sẽ lên dòng cao cấp cho mọi người. Thì cái kính này em đang mang mọi người nhìn không? Rất là dễ thương luôn đúng không? Hello Hướng Thương luôn nha. Em là sao, giá bao nhiêu? Dạ Thương Minh ơi, giá cái kính trên đầu của em là 350 một cây. Hello Khang Khai Huỳnh, Khang Khai Huỳnh chị chào em, chị cảm ơn em nha. Chúc em có một buổi tối vui vẻ luôn nha với Khang Khai Huỳnh ơi. Em đi làm MC được chưa mọi người? Giá hàng không chuẩn là sai rồi anh nha. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính trên mặt của em đang mang thì nó là một dòng kính đổi màu, nó rất là sang chảnh luôn. Nếu như mọi người mua cái kính này mà đi ra đường ban ngày, nó chuyển thành màu đen cho mọi người. Đó, còn nếu như mọi người đi ban tối, đi trong bóng mát thì nó sẽ chuyển thành màu trắng đồng cho mọi người. Đó là kính đổi màu nha. Anh Hồng Sơn lấy thêm cái kính này đi. Giá của nó là 900k một cây, là hàng cao cấp bên em. Trong này là chống trời, chống bể cho mọi người luôn. Chống trời xước, chống rơi rỡ, chống rơi, chống vỡ cho mọi người là kính này nha. Chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Em sẽ test tiêu UV trực tiếp cho mọi người coi. Chống tiêu UV chuẩn 400, nó trong veo như vậy nha. Mã thiệt là kính bóp chơ luôn, kính bóp chơ có khắc tia laser, chỉ bóp chơ trên đây. Mọi người nhìn nha, bên hông của nó có chữ bóp chơ ở đây rất là đẹp. Gọng ngay chỗ này, ngay khúc màu vàng này, ngay khúc màu vàng trên đây được làm bằng titan như nãy giờ em nói luôn. Không bong, không róc, không xét và không bị, lúc nào nó cũng sáng như vậy hết trơn đó nha. Dạ không có đôi kính của em sao mà bán được cho nội. Rồi từ đây xuống đây là sẽ được bọc một cái lớp cao su mà mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn nha. Có cái nào đen hơn không hả? Dạ có cái nào có màu đen luôn anh ơi. Đây, đằng sau của nó sẽ là có bọc một lớp kim loại như vậy. Có kính râm không em? Dạ kính này là có kính râm anh nha, mở ra mở vô mang được luôn. Thì như em đã nói, cái kính này nếu như mọi người đi ngoài nắng, đi ban ngày, nó sẽ chuyển thành màu đen cho mọi người. Còn nếu như mọi người đi trong mát, đi bên buổi tối thì nó sẽ chuyển thành màu trắng cho mọi người dễ nhìn thấy. Chống tiêu UV chuẩn 400, chống tia phân cực. Mẫu kính này em còn màu đen. Còn màu đen cho mọi người nữa nha. Lồn. Đây, thì kính này em có hai màu, cái dòng màu đen này nó sẽ rẻ hơn 100.000 do nó không đổi màu nha. Đây, màu đen em đang mang nè. Đây, em sẽ mang cái màu đen lên cho mọi người coi. Màu đen như vậy nha. Đó, ngầu chưa ạ? Thì mẫu màu đen này, anh nam, chị nữ mình đều mang được hết trơn. Đây là một cái dòng thể thao rất là sang chảnh luôn. Đùa. Rồi, kính này 8503, 700k một cây. Ngày hôm nay sale còn 350 luôn nha. Rồi, còn kính này em đem cho mọi người luôn nè. Anh này, anh chồng em hoài, anh ông trẻ ơi, anh chồng em hoài.
Bao nhiêu tiền một chiếc em? Dạ anh Vũ Nhật Long ơi, kính em đang mang có giá là 700k, hôm nay em sale còn 350 anh ạ. Còn cái kính này là mã 8503 VIP, nó cũng giống như cái này luôn, nhưng mà nó là hàng VIP hơn, nó có thể đổi từ trắng sang đen, từ đen sang trắng anh nha. 450 một cây, giá gốc 900k. Rồi, ghét không mua mà chồng hỏi chợ dễ thương quá vậy. Rồi, em đeo rất là đẹp á, em cảm ơn anh nha. Rồi, ai lấy kính này thì mọi người comment cho em đeo đã đẹp rồi, các anh đeo lên còn đẹp hơn em nữa đó. Rồi, em để trên đây cho mọi người coi nha. Còn kính này là 450 một cây nè. Rồi, ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em nha. 8503 kèm theo số điện thoại, hai màu rất là sang chảnh luôn, được không ạ? Màu đen thì là 8503, còn màu trắng là 8503 VIP kèm theo số điện thoại. Bây giờ em sẽ bắt đầu chốt hàng cho mọi người nha. Mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Em bắt đầu chốt hàng nha. Rồi, à, em chốt cho Dương Triệu Vũ một cây này luôn nha. Đẹp như em bán 600k cũng mua hả? Vậy nãy giờ anh Cường, Bùi Văn Cường chưa chốt kìa. Em chốt cho Dương Triệu Vũ một cây luôn nha. Tên giống như ca sĩ già cha. Hello anh Đặng Kiên, em cảm ơn Vũ Bình. Vũ Bình ơi, Vũ Bình thích kính như thế nào? Em sẽ lên cho Vũ Bình coi luôn nha. À, em sẽ lên một cái kính gấp, nó có giá cực kỳ, giá tầm trung là giá khoảng nửa giữa là tầm 500 nha. Hôm nay em sale còn 250 kính gấp, xíu nữa em sẽ lên cho mọi người coi. Còn cái kính này 8503, ai lấy mọi người comment cho em chốt cho anh Nguyễn Diện một cây này luôn ha. 8503 cho Nguyễn Diện luôn, 8503 cho Vũ Thu Huyền luôn ha. Ok, Vũ Thu Huyền 8503 luôn nha. Còn ai lấy 8503 nữa thì comment cho em liền luôn nha. Vũ Thu Huyền một cây, em chốt cho chị Quỳnh Dẹt một cây luôn nha. Quỳnh Đẹp chứ lộn, Quỳnh Đẹp một cây luôn nè. Kính trắng đẹp quá cơ hả, ông trẻ chọc em hoài hả. Em chốt cho chị Kim Phượng một cây luôn nha. Ok Kim Phượng nha, em chốt cho Kim Phượng một cây luôn nè. 8503 kèm số điện thoại liền cho em, chống tiêu gây chuẩn 400. Bên đây mọi người nhìn nha, ở trong đó là màu xanh rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? 350 một cây, em test tiêu về cho mọi người coi trực tiếp luôn nha. Đó, chấm tiêu V 400, thấy chưa ạ? Hello anh quá khứ của ngày mai luôn nha. Hai màu này thôi em, dạ đúng rồi anh Đức Pin ơi. Cái mẫu 6, cái mẫu 8503 này thì em có hai màu như vậy nha. Ở đây có ai có bạn nữ không ạ? À? 8503, xong Kim Ngô ơi, comment cho em thêm số 3 luôn nha. Kèm theo đó là số điện thoại nữa ạ. Rồi, 8503 hai màu như vậy, kèm hộp đầy đủ cho mọi người, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn nha. Thích cái nào comment cái đó. Mua kính có được tặng quà không em? Dạ có được tặng quà, nếu như anh mua hóa đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship luôn đó ạ. Em nữ à, ok, ở đây có nữ thì em lên kính nữ nè. Thế Hà Châu ơi, em có muốn chị lên kính nữ không? Nếu như mọi người thích em lên kính nữ thì mọi người nhớ comment nha. Tại vì bên em là chuyên dòng kính cho nam, nhưng mà để em cũng có kính nữ nữa, nên mọi người thích kính nữ thì mọi người comment lên cho em là lên kính nữ đi. Em sẽ lên kính nữ liền cho mọi người coi. Đập nhanh như sơn đông mã giỏ luôn. Em không biết sơn đông mã giỏ là cái gì, nhưng mà hình như kẹo sữa silicon này thích coi phim Trung Quốc lắm đúng không? Bán tư một đôi, dạ ok. Ngọc Nhật Mai ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn để anh chốt hàng cho anh luôn nha. Kính nữ đi chị, ok, vậy chị lên kính nữ cho em coi liền luôn nha. Kèm theo đó là sau đây em sẽ lên tiếp kính nam, mà kính nam cái dạng là Ray-Ban gấp cho mọi người. Ủa Long ơi, cái Ray-Ban gấp đâu rồi Long? Dạ. Lấy cho chị cái Ray-Ban gấp đi Long. À chị thấy rồi Long ơi. Ghét bị bom hàng mà công chị không đúng luôn anh Trúc ơi. Rồi, à, anh Ngọc Nhật Mai ơi, anh cho em xin số điện thoại để em được chốt hàng cho anh và em được gọi điện cho anh nha. Rồi, em sẽ lên kính nữ. Thì bé gì đó ơi, em Châu ơi, em sinh năm em bao nhiêu tuổi rồi? Tại vì Trúc lên cái tuổi, lên cái kính hợp với lứa tuổi của em luôn nha. Châu ơi, em bao nhiêu tuổi? Đây, bây giờ sẽ lên cái mẫu này cho mọi người coi, đó là 8060. Bé Châu cho chị xin tuổi của em đi. Cái mẫu này thì nó sẽ là trẻ trung nè. 8060, 180 cây, giá gốc là 400k nha. Kính đi đêm. Ok Phúc Thanh ơi, 13 tuổi chị ạ. À, chết rồi, 13 tuổi chị lấy cái mẫu trẻ trẻ này đi em nha. Em 13 tuổi thì em lấy cái mẫu trẻ trẻ như vậy đi. Ok Ngọc Nhật Mai, em đã thấy số điện thoại rồi ạ. À. Rồi kính này 8060 mọi người nha, 181 cây, bảo hành 3 tháng giao hàng tận nơi. Giá gốc 400k lận, cái kính này là mình đi đêm được luôn mọi người nha. Rồi em chốt cho anh Ngọc Nhật Mai cái 8503 luôn nha. Là cái màu đen anh ha, 350, còn màu trắng là 450 anh nha. Anh lấy kính VIP hay là kính đen bình thường nè. Rồi cái này 8060 bé ơi. À, Châu ơi, em lấy cái này thì em comment liền cho chị luôn nha. Có kính nữ không mình mua luôn? Dạ có luôn ạ. À, Ngọc Nhật Mai ơi, kính nữ anh có thể nói cho em là chị người yêu của anh hay chị vợ của anh hay là đối tượng nữ như đó đó. À, bao nhiêu tuổi để em lấy kính cho chị đó luôn nha. Đây, kính này 8060 mọi người nha, 181 cây, chống tiêu UV là chuẩn 400. Em test cho mọi người coi dòng kính nữ. Đó, rất là sang luôn. Thì cái kính này hợp với những khuôn mặt giống như là tròn thì mình cũng có thể là mang hình vuông như vậy, hoặc là mặt dài mình cũng có thể là mang hình vuông như vậy nha. Sao không trả lời em Phước Dương ơi, chị thấy em nè, em nói gì đó, em phù hợp bán kem với làn trắng da hơn hả? À, em cảm ơn kẻ sữa silicone ạ. À,
Dạ, tặng kính đeo hả em hả? Con không hiểu luôn nè. Hello chị Minh Huyền Nguyễn Thị luôn ạ. À, cái việc phá giá là sai vợ á. Dạ ok, vậy thì vợ anh bao nhiêu tuổi? Để em lên cái kính hợp với vợ anh nha. Rồi em qua kính này, em nhảy qua kính nam, cái em quành lại kính của vợ anh liền luôn. Ok chưa? Rồi, mọi người đợi em xíu nha. Em sẽ lên cái dòng là kính gấp cho mọi người coi. Thì kính gấp này giá của nó rẻ lắm. Giá của nó em đang xem từ 500 xuống chỉ còn có 250 thôi. Hơi bị sốc luôn đó. Tặng gì vậy em hả? Dạ tặng phi ship anh ơi. Phi ship không tốn tiền cho hàng, kính đêm nam. Dạ kính đêm nam là cái kính này nè anh ơi. Kính đêm nam, ê Long ơi, cái mẫu 3026 màu trà. Hết rồi Ghê rồi, hết rồi hả? Dạ kính đêm nam em có anh nha. Đây cái kính đêm nam anh lấy cái này nè. Đúng rồi, mặt kính đẹp quá. Đúng rồi, em cảm ơn Hồ Văn nha. Phúc Dương ơi, lấy một cây 8507 vậy Phúc Dương, cho chút xin số điện thoại của Phúc Dương đi. Phúc Dương ơi, anh cho tôi xin số điện thoại của em 38 tuổi. Dạ ok, em sẽ lên cái 38 tuổi cho anh nha. Phúc Dương ơi, Phúc Dương cho em xin số điện thoại để em chốt hàng cho anh nha. Em cảm ơn chị Ngọc Hoài Nguyễn ạ. À, chị Ngọc Hoài Nguyễn ơi, em lên kính nữ. À, cho chị mua nha. Rồi, hôm nay mọi người ủng hộ em thì là nhiệt tình nha. Kính này thì 900k một cây luôn nè. Ngày hôm nay em xe chỉ còn có 450 một cây thôi. Trồng bolero, chống trời, chống bể mình đi đêm được luôn. Đây, mọi người nhìn nha. Thì trên mặt kính nè, nó sẽ có chữ voucher ở đây cho mọi người. Nếu như mình dùng kính này đi ban ngày, nó sẽ chuyển thành màu đen. Còn dùng kính này đi ban đêm, chuyển thành màu trắng mọi người nha. Nó chuyển thành màu trắng trong như vậy, mọi người thấy chưa? Rất là tiện lợi luôn, mình có thể đi được cả sáng cả đêm luôn. Em để trên đây, mã của nó là 305 nha. Hay là mã của nó là 8503 kèm số điện thoại liền trên. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng kính, đó là kính Ray-Ban và là kính gấp nữa. Cái vị đang hỏng là sao? Chị bị đang hỏng rồi nè, nhưng mà chị cũng ghét thiệt luôn á, nhưng mà không trùng với đáp án mấy yêu ơi. Đây mọi người nha, chữ Ray-Ban ở đây thấy không ạ? Thì đây là cái kính gấp, em mở ra cho mọi người coi. Nãy giờ mọi người có thắc mắc tại sao cái hộp của nó mà nhỏ như vậy không? Mở ra nha. Wow, để lộn hộp rồi thì để ngược coi. Đây mọi người nhìn nha, nó bé tí tẹo teo như vậy nè, nó rất là tiện lợi, nó rất là nhỏ luôn. Có chữ Ray-Ban khắc trên mặt da như vậy luôn nha. Ok, Phước Dương chốt cho Phước Dương một cây 8503 luôn ạ. Rồi, chút chút chốt cho Phước Dương một cây 8503 luôn nha. Giá là 350 một cây. Rồi, em sẽ lên cái kính gấp này cho mọi người coi nha. Mọi người nhìn nha. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Cái kính này nó có khả năng là gấp lại được luôn. Dạ, anh Văn Dương, Văn Hân ơi, anh muốn mua kính nào ạ? À? Anh mua kính nào, anh comment cho em coi kính nào anh để khỏi bị mất hoài được không? Anh mất kính hoài, còn cái dây ra được không? Dạ, anh mua kính xong anh ra ngoài, anh kêu người ta thiết kế sợi dây cho anh nha. Chứ anh em đâu có sợi dây đâu mà thiết kế cho anh. Rồi, anh gì đó ơi, anh Văn Dương ơi, anh thích cái mã nào ạ? À? Một cây VIP nha. Phước Dương, à ok, em thì chắc anh Phước Dương là một cây VIP là 450 nha. Còn anh gì đó ơi, anh cho em xin số điện thoại nè. Văn Dương, Văn Hân gì đó ơi, anh lấy kính nào anh ơi? Cái kính trên đầu của em này là dòng 8503 VIP 450 một cây. Ra ngoài nắng đổi màu đen, ra dơ màu đen là đổi màu trắng mọi người nha. Kính này nó tùy theo cái tiêu về chiếu vô, thì ánh nắng mặt trời chiếu vô nó sẽ đổi màu cho mọi người. Rồi, anh Văn Dương ơi, anh lấy kính này anh comment cho chút là 8503 VIP để chút chút hàng cho anh nha. Chị Túc thấy em không vậy? Chị Túc thấy em luôn thanh trúc nha. Các bị đau bụng là sai luôn rồi nè. Có BD thường hả xinh là sao? Cô BD thường hả xinh đẹp. Em cảm ơn anh nha, kính đó như cái em. Dạ Minh Tâm Lê ơi, kính này em đang mang là dòng Ray-Ban là 500k một cây, hôm nay sale còn 250 à, rẻ lắm luôn. Trong kính này là trong thủy tinh mọi người nha. Xin chào anh Trung Nguyễn ạ. À, rồi cúc cúc ơi anh lấy gì. Rồi mọi người nhìn nha, trồng này nó được làm bằng trồng thủy tinh đó. Ở trên đây có khắc chữ Ray-Ban cho mọi người, bên đây cũng có khắc chữ R chữ B cho mọi người, được bằng tia laser nha. Cái gọng kính nè nó là màu vàng kim, nó rất là sáng bóng luôn, và cái gọng này nó sẽ không bay màu, không bong và không tróc vì nó được làm bằng titan mọi người nha. Đây cái gọng của nó rất là mỏng luôn, mọi người thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đúng rồi, sao nó đẹp vậy? Cái màu đen cơ. Rồi cái màu đen vậy là 8503 màu đen anh nha. Anh comment cho Túc đi là 8503 màu đen là cái này nè, 350 một cây. À có màu đen không? Có anh ơi, cái mẫu này là màu đen nè, 8503 màu đen 350 một cây. Anh Văn Dương ơi, anh comment cho Túc nha, 8503 đen anh nha, để Túc chốt cho anh 350 một cây. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu nha. Đây anh ơi, cái này là màu đen anh nha, anh mở ra anh mở vô cũng được luôn, bên trong có tráng phản quang luôn nha. Em cảm ơn Ngọc Sơn nhiều lắm luôn á. Rồi bây giờ còn cái kính này là mình có thể là gấp lại được như vậy luôn nè mọi người nhìn nha. Mã của nó là kính gấp. Kính đó có bảo hành không em? Dạ có bảo hành luôn anh ơi, bên em bảo hành cho anh luôn nha. Kính này bên em có bảo hành cho anh là lỗi do nhà sản xuất luôn ha. Thì trong kính này là trong thủy tinh mọi người nha. Đó, trong thủy tinh, viền này là viền kim loại bằng titan, rất là đẹp luôn. Em mở ra cho mọi người coi. Vàng dương không mà chị?
Ông mua gì ạ? Anh cho số điện thoại mà anh chưa có cho mã. Anh Văn Dương ơi, anh cho em xin mã nào anh tích được không ạ? À? Cái mã màu đen hồi nãy là 8503 màu đen nè. Bao nhiêu tiền kính đen dạy Ngọc Sơn ơi? Các kính đen này là 350 anh ơi, 350 một cây nha. Có hộp đầy đủ cho anh luôn, bảo hành cho anh 3 tháng hàng chính hãng luôn nha. Đó, kính này thì trồng bolero rơi rớt không vỡ không bể, chống trầy chống xước được cho anh luôn. Kính này á mình có thể là đi đôi hay là mang 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 đôi mang cặp cũng được nha anh nha. Kính này dòng unisex cả nam cả nữ gì cũng mang được hết trơn á. 8503 kèm số điện thoại liền cho em luôn nha. Trong màu đen, viền màu đen, cầu kính màu vàng rất là sang chảnh luôn. Anh Văn Dương ơi, anh thích cái mã nào anh xin mã nha. Đó, có chữ bóp trơ sáng bóng ở đây cho mọi người. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su, có thể là xoay qua xoay lại được luôn. 350 một cây, ship hàng tận nhà cho mọi người. Rồi, còn cái cây kính này là 250 một cây màu trà đi đêm được luôn nha. Gấp lại như thế này nè, rất là tiện lợi luôn mọi người nha. Bằng thủy tinh, có hộp da để bảo quản kính, do nó bằng thủy tinh nên sẽ được tặng hộp da cao cấp như vậy để bảo quản kính. Đi đâu cũng đẹp, cũng đi đâu cũng mang được hết trơn, rất là tiện lợi và nó đỡ tốn diện tích lắm. 250 một cây luôn nha. Em cảm ơn anh Đức Huỳnh luôn ạ. À. Hello anh Bạch Nguyễn luôn nha. Em cảm ơn anh nha. Rồi, em chốt cho Nhị Thị Trương. Trương Thị Nhị hả anh? À, Trương Thị Nhị hả chị? Rồi, Trương Thị Nhị một cây kính gấp luôn nha. Hôm nay sao đẹp quá hả em, cảm ơn chậm Di. Em chốt cho chị Trương Thị Nhị một cái kính gấp luôn nha, 250 một cây. Em chốt cho Hoàng Thế Hoàng một cây luôn ạ. À. Ok anh Hoàng Thế Hoàng luôn nha, 250 một cây anh ơi. Anh Trần Trọng Nghĩa này chồng em hoài à. Rồi bây giờ em sẽ qua kính khác cho mọi người coi nữa nha. Anh Di ơi, anh Di chia sẻ livestream cho tốt tốt với. Rồi em qua kính khác nha, mọi người có lấy cái kính gấp này thì mọi người comment cho em là kính gấp kèm theo đó là số điện thoại để em được chốt kính cho mọi người luôn nha. Đây em qua mẫu liền nha. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu nữ dành cho nữ 38 tuổi đúng không ạ? À? Em lên mẫu nữ cho anh gì đó luôn nha. Em lên mẫu nữ cho anh coi. Đây, cái mẫu em sẽ lên là sẽ là dòng cao cấp anh ha. Anh mua dòng cao cấp cho vợ nha. Ồ cái kính cao cấp mà kính cu xì đâu là Long 8431 màu. Long lấy chị 8431 đi, lạc mất tiêu rồi nè. 8431 nghe hồ bên thôi. 8431 chưa gì à? Hết rồi hả? Ừ. Rồi ok, rồi em lên cái cây này cho anh coi luôn nha. Mẫu kính này là kính cu xì, ok mua chiếc kính gấp cho Tùng Đặng, ok anh Tùng Đặng luôn nha. Có lọt khói được không? Lấy cho chị đi. Đâu, ok bút rồi đâu rồi. Em chốt cho anh Tùng Đặng một cây. Đây em chốt cho anh Tùng Đặng một cây kính gấp luôn, 250 một cây. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành 20k, em ở thành phố Hồ Chí Minh nha. À, sai gì mà khủng thế trời, quỷ sứ Nhật Dương này chọc em ngoài à. Ok. Đây, em lên cho mọi người coi. Chị ơi, lâu quá không thấy nhau he. 98 cười. Ủa là sao đi, chồng 98 là sao cho nội? Hỏi sai gì kêu 98 hả cho nội này, chồng em hoài. Mấy ông nội thì thôi đi nha, chồng em hoài mắc cỡ hỏi em đỏ mặt bây giờ. Rồi, thì cái kính này anh ơi, đây có hộp đầy đủ cho anh luôn. Đây là hàng cao cấp luôn nè, anh gì hồi nãy hỏi em kính nữ rồi ta. Đây có hộp đầy đủ cho mọi người, trong hộp là nó có hộp như vậy nè. Nó có tem cạc đầy đủ luôn nha. Rất là nhiều luôn, thấy không ạ? À? Đấy, summer. Đại lý của em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh ơi. Dạ gặp em được luôn, em ở đây chứ ở đâu. Rồi thì kính này trồng bolero chống trầy chống bể cho mọi người luôn. Trồng bolero đi ngày đi đêm được luôn, nó rất là sáng mọi người nha. Thì cái màu kính này mọi người đi ra nắng cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái gọng của nó là nhựa trong suốt như vậy, có màu cam cam, màu trà trà rất là đẹp. Ở đây nha, nó sẽ có cái logo Gucci và kèm theo đó là nó bọc một cái lớp vải ngay đây, mọi người thấy chưa, rất là sang chảnh luôn. Chống thiêu vê thì chuẩn 400 rơi rớt không vỡ không bể. Đây. Đẹp lắm nha, em đeo cho mọi người coi. Đó, thì cái form kính này nè mọi người nhìn nha, nó ôm sát mắt của mình luôn, do nó là kính hình cái nơ mà nó còn cong nữa cho nên nè, nhìn giống cái nơ này thấy không ạ? À? Đây. Nó cong như vậy cho nên sẽ ôm sát mặt mình luôn. Anh đang xem, dạ đúng rồi anh Ngọc Nhật Mai, nãy giờ em hô anh tên đang mất tiêu nè. Kính nữ không viền thì chị ok, hình như chị lên kính nữ không viền cho em coi liền luôn. Anh Ngọc Nhật Mai ơi, anh thích kính này thì anh comment cho em là 3660 nha. Mã là 3660 kèm số điện thoại, kèm hộp đầy đủ cho anh luôn. 500 một cây, sale còn 250. Dạ Phương Minh ơi, Phương Minh có lấy cái này thì Phương Minh comment cho em nha. 3660 kèm số điện thoại, kính chính hãng Gucci. Em lên tiếp cho anh coi cái cây màu đen này, cũng là thuộc hàng Gucci luôn. Đây có logo Gucci ở đây, có chữ Gucci ở đây cho anh luôn nha. Trong bolero chống trầy chống bể cho anh luôn, cũng là form nơ cong cho nên nó ôm sát cái mặt mình lắm luôn. Đây em mang cho mọi người coi nè, rất là sang luôn nha mọi người nha. Mẫu này sang lắm, các chị nữ mà mang mẫu này lên hả, sáng da nè, đẹp nữa nè, bảo vệ mắt cực kỳ tốt, đặc biệt là mình còn đi đêm được nữa mọi người nha.
Kính nam bao nhiêu? Dạ, kính nam bên em đang bán có giá là 350 anh ơi. Còn kính này, hello, hello bé Kha, chị Tốt chào Kha. Kính Ray-Ban đi đêm em ơi. Dạ ok, kính Ray-Ban đi đêm là cái kính gấp hồi nãy đó Phúc Thanh ơi. Em lên cái kính này nè, kính Ray-Ban Phúc Thanh ơi, anh thấy kính này chưa? Kính gấp này là mình đi đêm được ăn nha. Rồi, anh Trường Nguyễn ơi, cái mã kính nam này là anh coi coi anh thích không nha. Thích thì comment cho em chữ kính gấp kèm theo số điện thoại hợp da đầy đủ. Kính này bao nhiêu đêm? Duy Đông ơi, dạ 250 một cây anh ơi, rất là đẹp sang chảnh lắm nha mọi người nha. 250 một cây dành cho các chị nữ. Đi đêm được luôn, chống trời, chống xước, chống rơi vỡ. Dòng này là dòng cao cấp bên em. Màu đen nha. Đó, mã của kính này là 8431, 8431. Em để trên đầu cho mọi người coi kính nữ bao nhiêu. Dạ Đỗ Văn Hưng ơi, 8431 ạ. Cái gọng minh hâm nó đơn giản lắm. Thì thường á là những cái đơn giản nó cực kỳ sang mọi người nha. Còn cái này nè, kính cận có anh mua rồi mà không đi được. Dạ anh thích cái kính mà nó trong hơn hay sao? Kính gấp như em. Dạ Huỳnh Quốc Việt ơi, kính gấp này là 250 một cây anh nha. Đây 250 một cây anh Phúc Thanh ơi, anh lấy cái loại sáng hơn ha. Em sẽ lấy cho anh cái loại này sáng hơn. Thì sáng hơn nó có hai cái form, một form là hình chữ nhật, một form là hình giọt nước như vậy nè. Anh thích cái cây nào thì anh comment cho Túc, Túc sẽ giới thiệu cho anh nha. Em chết cho Duy Đông cái cây 8431 trên đầu của em luôn ha. Rồi Quốc Việt ơi, Quốc Việt ơi, kính gấp là 250, anh lấy thì anh comment cho em nha. Đấu giá tốt 120 triệu, anh bỏ ra 120 triệu anh mua em hả? Vậy là em kiếm tiền vài tháng cho anh là lấy lại vốn rồi. Kính này em đang mang nha, là kính gấp Ray-Ban, gấp lại được luôn. Gấp 1.000 lần cũng không gãy không bể mọi người nha. Đó, gấp như thế này cũng được luôn. Giá là 250 một cây. Chữ nhật để anh là sao em không hiểu luôn nè. Là kính hình chữ nhật để cho anh đó hả? Kính này đó hả anh ơi? Kính này là 450 một cây, giá gốc là 900k nha. Từ từ, em chốt 350, hôm nay em sale xuống rồi. Em chốt cho Duy Đông một cây 8431 cho Duy Đông luôn nha. Duy Đông một cây 8431 luôn nè. Rồi, anh Cường Đại ơi, em sẽ lên cái kính hình chữ nhật cho anh coi. Thì đây là dòng kính chuyên dụng dành cho đi đêm. Dạ, em chưa có chồng bồ, em còn chưa có nữa hay làm sao có chồng. Thì đây là cái dòng kính mẹt mọi người nha. Dòng kính mẹt có logo là Zilin. Đây em mang cho mọi người coi, thấy mắt em không, thấy rõ không? Cái kính này là mình đi đêm là siêu sáng luôn. Kính này là kính chuyên dụng dành cho các anh nam hay các chị nữ thường xuyên ra ngoài đường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay là khói bụi thiệt là nhiều. Nếu như mọi người đi đường xa thì mình mang kính này bảo vệ mắt mình tuyệt đối luôn nha. Cái form của nó cong vòng mà, cho nên nó ôm sát mắt của mình luôn. Đặc biệt là những anh chị nào mà làm việc trước máy tính nè, trước màn hình điện thoại lâu thì mình cũng nên mang cái kính này vô. Nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop, bảo vệ mắt mọi người tuyệt đối luôn. Dạ anh lấy thì anh comment cho em mã là 2102 nha. 350 một cây nha. Bán cho anh một cái bưởi đi hả? Cái bưởi này sao đủ một ký mà anh mua? Dạ Cường Đại ơi, anh comment cho Túc đi. Mã của nó là 2102 chống tiêu V chuẩn 400. Dạ có một cỡ anh ơi, kính này mình mở ra mở vô được luôn. Mở ra mở vô được luôn nha. À kính chiếu sáng không? Dạ có kính chiếu sáng là kính gì? Là kính có hai cái đèn pin đó hả? Nhật hào mất cửa hả? Đây em có cái form khác, là cái form này nó cũng y chang cái chồng như vậy luôn. Mà cái này là hình chữ nhật, còn cái này là hình giọt nước nè. Đó. Rồi anh Cường Đại ơi, anh cho Túc xin số điện thoại để Túc chấp hàng cho anh luôn nha anh Cường Đại ơi. Rồi còn anh gì đâu rồi, anh gì hồi nãy nói kính nè, đòi kính đi đêm. Anh Phúc Thanh ơi, anh chọn cái mẫu này hay là mẫu hình chữ nhật này đây? Hình tròn là như vậy, mã kính này thì 450 một cây. Form hình tròn, kính này 8503 vít là 450 nha. Hai cái này đều được làm bằng chồng Polaroid, chống trời, chống vợ, chống bể cho anh luôn. Em chấp cho anh Thành Hữu Nguyễn một cây 2012 luôn ha. Lộn 2102. Đây cái cây 2102 này nó rất là sang mọi người nha. Nhìn là tri thức cực kỳ, nhìn nó sang trọng làm sao á mọi người. Gửi sang Đài Loan hả em? Dạ không anh ơi, em chỉ gửi trong Việt Nam thôi. Ở Đài Loan em không có gửi được anh ơi, làm sao bây giờ? Rồi em chỉ gửi trong Việt Nam thôi à. Rồi anh có người nhà ở Việt Nam không? Cái kính em đang mang á hả? Thích xem em lắm, em cảm ơn Đại Phong Kim ạ. À. Rồi mọi người ơi, thích kính em đang mang thì mọi người comment cho em số điện thoại kèm theo cái mã là 2102 nha. Hô hô anh Cường ơi, anh có người nhà ở đây không? Em sẽ ship cho người nhà của anh, rồi khi nào mà người nhà anh qua thì anh có thể là nhờ đem qua nha. Dạ anh Nguyễn Công ơi, anh cho chút xin số điện thoại của anh nha. Ok Phúc Thanh lấy giọt nước thì Phúc Thanh comment cho em đi 8503 viết kèm theo số điện thoại 400k một cây nha. Rồi em chốt cái kính này cho anh Thành Hữu Nguyễn nè. Thành Nguyễn Hữu một cây luôn ha. Dạ, cái kính em đang mang là 350 mọi người nha. Có phải Túc Túc không vậy? Túc Túc nè anh Thành Nhẫn ơi. Còn anh Phúc Thanh ơi, anh comment cho em là 8503 VIP nha, kèm theo số điện thoại để em được chốt hàng cho anh luôn nha. Ô anh Cường Đại ơi, tiếc quá vậy trời. Tưởng bán được cho anh cái kính này rồi. Kính này anh mang vô là cực kỳ tốt luôn đó. Rất là sang chảnh luôn. Cho mọi người coi nha. Bên trong con ve nè,
còn có cái logo của Xinlin nữa, thấy chưa, sang lắm. Cái form này nè, nó là form cong vòng như vậy cho nên nó sẽ rất là ôm vô mắt mọi người luôn. Đỗ Hân ơi, Đỗ Hân lấy cái mẫu nào? Đỗ Hân ơi, đây em sẽ lấy máy tiêu vê test cho mọi người coi luôn nha. Phúc Thanh lấy thì comment cho em 8503 viết nha. Đây, chấm tiêu vê chuẩn 400, mọi người thấy không ạ? 400 nha. Rồi anh Đỗ Hân ơi, sao lạ vậy ta hả? Anh Đỗ Hân ơi, anh thích cái mã kính nào anh ơi? Mã kính anh đang mang là 2102, 350 một cây. Dạ Huy Trần ơi, 350 một cây anh ạ. Kính này là dòng cao cấp, dòng chuyên dụng bên em luôn. Trên sách em được niêm yết với giá là 700 ngàn lận đó. Nhưng mà hôm nay em sale cho mọi người còn 350 nha. Mọi người tranh thủ mua trên live stream nha. Mọi người có thể là qua shop em lấy cũng được nữa. Đó, thì kính này dành cho những anh nam nào mà chuyên gia đi đêm luôn, chuyên gia đi ngoài đường từ sáng tới tối, mọi người chạy xe hơi nè, hay là mọi người làm, nói chung là công việc phải đi ngoài đường nhiều nhiều, thì mình mang kính này sẽ bảo vệ mắt tuyệt đối luôn. Nó sẽ rất là mát mắt, không chói nha. Đi ban ngày chống chiếu, chống chói, chống lá nắng mặt trời, còn đi ban đêm chống chiếu, chống chói, chống lá đèn xe cho mọi người. Kính nữa em ơi, Đỗ Văn Hân ơi, hồi nãy sếp anh cây 202102. Dạ hàng thật, đúng rồi anh ơi, hàng thật. Kiến mát phải không? Dạ đúng rồi, kiến mát anh ạ. À, rồi có kính không viền không em? Dạ có kính không viền luôn chị Huệ Hoàng nha. Em chấp cho Nguyễn Công một cây 2012, hay lộn 2102 luôn nha. 8431 còn màu trà không em? Dạ 8431 hết màu trà rồi, nhưng mà hôm nay em về màu đen đẹp lắm luôn nè anh Nam Tươi. Đây Nam Tươi, kính này nè, 8431 nè, anh lấy thêm cây này đi màu đen nữa nè. Đây có một loại đó máy hả em? Dạ em có nhiều loại lắm, để em lên liền luôn. Chị mệt chứ sao không mệt luôn rồi nè, chị mệt nha. Shop em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh ơi. Rồi bây giờ để em lục lại comment coi nè. À Đỗ Văn Hân ơi, kính nữ em ơi, là cái kính nào cho em xin mã luôn đi ạ. À, Đỗ Văn Hân hồi nãy kiểm tra giùm chị coi, Đỗ Văn Hân là cái gì đây ta nè. À, có một cỡ hai em, Đỗ Văn Hân hồi nãy anh nói gì ta, chị đó nói gì ta. Kính nữ bao nhiêu? Rồi, kính nữ em đang mang nha, 8431, giá là 250 một cây để anh chụp hình. Rồi, em quay qua bên hông như vậy nè, để em lấy kính này ra cho anh coi anh chụp hình nha. Chụp chưa? Trời. Anh Tân Tô chụp chưa? Đó, người ta làm im, người ta đứng im nãy giờ đó. Nè, chụp đi. Rất là sang luôn nha, giá của nó là 250 một cây, màu đen cực kỳ sang luôn ạ. À, ok Nam Tươi nha, chụp xong là phải lấy kính luôn đó nha. Ở đâu vậy em? Dạ em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh ơi. Rồi ok Nam Tươi, chị Đỗ Văn Hân ơi, à, lấy cái kính nam nữ đó thì comment cho em là 8431 nha. Em cảm ơn Lê Văn Đàn, mua đồ giúp chị đi, chị nói nhiều mệt quá rồi, nghe chị cảm ơn hào của chị nha. Rồi còn kính này mã của nó là, à, anh Phúc Thanh ơi, nãy giờ anh comment cho em chưa ạ? 8503 VIP anh chưa comment cho em kìa. Anh comment cho em mã là 8503 VIP kèm số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ cái kính gấp này ai lấy thì mọi người comment cho em nha. 250 một cây trồng thủy tinh rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ lên một cái kính nữ không viền cho các anh nam mình coi luôn. Anh Ngọc Nhật Mai ơi, em lên kính nữ không viền cho anh coi coi chị vợ có thích không nha. Có ship về Kiên Giang không em? Dạ có, ship về Kiên Giang. Em sẽ ship toàn quốc cho mọi người luôn, ở đâu ở đâu em cũng ship hết trơn á, cho nên mọi người yên tâm nha. Em sẽ lên cái kính không viền cho mọi người coi. Thì kính không viền em có cái mẫu này nó sang lắm luôn. Hi, hello Oxy Watch của chị Túc, hello anh Tấn luôn nha. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang lên cho mọi người coi rất là đẹp đúng không ạ? À? Thì mẫu kính này có mã là 6885. Kính này là kính hỏng, có cái viền đâu nha. Đó, không có viền đâu. Bên hông của nó họa tiết rất là đẹp luôn, 6885. Hello anh Phật Tổ Hiến luôn nha. Bán kính màu cam không em? Không bán kính màu cam đâu. Mở mắt kính ra anh chụp một bài coi hả? Ok, em mở mắt kính ra anh chụp nha. Rồi rồi rồi, phải lấy tóc ra nè. Hất tóc lên mới quyến rũ ha. Thôi giống mày điên quá. Rồi, ở đâu? Dạ em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 nơi, ship về Bình Chánh luôn Huy Trần ơi. Em ship toàn quốc cho mọi người. Phí ship ngoại thành á, ngoài thành phố Hồ Chí Minh á là chỉ có 30.000 thôi, còn nội thành phố Hồ Chí Minh là 20.000 mọi người nha. Ship từ Nam ra Bắc cũng chỉ có 30.000 thôi. Rồi kính này, ủa kính này em giới thiệu nãy giờ rồi mà. Còn cái kính này nó có màu trà nữa nè mọi người, màu trà nha, rất là sang luôn, nhìn nó rất là tây. Tây nha, tây nước ngoài chứ phải là Tinh Ninh đâu nha. Rồi, kính này mọi người nhìn nha, có hoa nè, có họa tiết rất là sang chảnh luôn nha, rất là đẹp thấy không ạ? À? Thì cái kính này nó chống tiêu UV là chuẩn 400. Đó, 400 luôn nha. Rồi, mẫu này mình đi cả ngày cả đêm được luôn, rất là đẹp, mã của nó là 6885. Ai lấy mọi người comment liền cho em nha. 400k sale còn 180 một cây thôi mọi người ơi, 6885 kèm số điện thoại cho em luôn nha. Anh mua đây, anh mua đây, anh mua kính ủng hộ em đi. Để anh chụp cây màu trà luôn em. Dạ, để em lên cây màu trà này cho anh coi nha, anh Tô nha.
Chào trước. Xong chưa? Rồi chưa ông nội? Qua mẫu nha. Rồi, ai lấy cây màu trà này thì mọi người comment cho em nha. 6885 kèm theo số điện thoại liền dây có 180 cây. Ok anh Nam Tô. Em qua mẫu nha. Rồi, em qua thêm cái mẫu không viền dành cho nữ cho mọi người coi nữa nha. Này có cây màu trà này nữa nè. Còn có cây màu hồng nữa. Màu trà này đẹp ha. Rồi, đây em qua mẫu liền cho mọi người coi nha. Trời đất ơi, anh Nguyễn Đức ơi, anh nói chuyện em thấy buồn quá à. Sao mà con người có thể là khẩu nghiệp chữ gì trời. Em không biết em làm gì nữa mà sao mà vô comment chửi em như vậy, thấy ghét ghê luôn á. Em ơi, đừng bán hai bán bữa không? Dạ không, đừng bán hai bán không có bán bữa, bán điện thoại là nhiều anh ơi. Rồi, kính này mọi người nhìn nha. Cái viền của nó rất là đẹp đó. Có khứa 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 như vậy, rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? Thì mẫu kính này cũng là 181 cây luôn nha. Hôm qua anh mua 4 cây còn gì? Anh ơi anh xạo quá là nhiên không nhớ vậy anh mà mua 4 cây mới sợ. Một cây 99 ngàn anh còn không chịu mua cho em nữa rồi kìa. Anh này anh cứ chụp em hoài hà. Anh ngồi trong livestream anh chơi với em cũng được. Chưa chụp hình nữa mà hả? Anh chung cùng chụp hình nữa hả? Rồi kính này mọi người nha. Mã của nó là 6863. 6863 giá là 181 cây, giá gốc là 400k. Em đeo cho mọi người coi cái màu hồng nữa nha. Hơi màu màu trà rất là sang trọng, rất là đẹp quyến rũ. Còn màu hồng sẽ rất là dễ thương, ngọt ngào, dịu dàng mọi người nha. Đây màu hồng em mang cho mọi người coi nè. Không mua thì mất trôn theo kiểu chửi người khác đi mọi người à. Dễ thương quá. Dạ oxy bắt của chị Túc cảm ơn em nha. Thiệt luôn á, nhiều người khẩu nghiệp ghê nơi luôn á. Người ta bán kính mệt muốn chết hà. Em mà đi làm răng là hot đó. Chị Trang ơi, em sợ nhất là làm răng luôn á, đau lắm. Hồi nhỏ em rất sợ là nhổ răng cho nên em tự nhổ ở nhà, cho nên bây giờ nó mọc tùm lum tùm la, nhìn thấy ghê muốn chết. Nhiều khi em nói chuyện em mất tự tin hẳn luôn á mọi người, cho nên nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá ghét rồi quen hết ngại luôn rồi. Mắt kính đẹp nhỉ, em cảm ơn anh Huy Quốc ạ. Rồi mọi người ơi, thì bây giờ em sẽ giải quyết mini game cho mọi người luôn nha. Nãy giờ chưa có ai đánh trúng mất trơn á. Ở đâu rồi, rồi bây giờ em sẽ giải quyết mini game cho mọi người luôn. Đây, bán hàng thì ghét gì nhất mọi người nha. Và cái kính hôm nay mà em tặng cho mọi người sẽ là mẫu kính này nè. Kính cu xì này nha. Hello, nhân lãng tử kính cu xì này mọi người nha. Rồi, mọi người comment cho em đi hả? Quá giật ba đồng. Bóp là sai luôn rồi. Rồi mọi người ơi, nãy giờ thì chưa có hai đánh trúng hết trơn. Đáp án thì có 4 từ. Từ đầu tiên là chữ ghét mọi người nha. Còn 3 chữ sau cùng em sẽ đọc, em sẽ bây giờ sẽ công bố cho mọi người coi luôn. Chỉ những ai nãy giờ có trong mini game của em comment thiệt là nhiệt tình thì mình mới được comment lại nha. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Để em coi lượt share bao nhiêu rồi. Lượt share mà tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Lượt xe là 550. Rồi bây giờ em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Hỏi mà không mua là sai rồi. Rồi à, anh khoái răng vậy đó. Đây em tặng em cầm em đưa lên cho mọi người coi nha. Ghét khách trả hàng mọi người nha. Rồi mọi người ơi, nãy giờ ai comment alo chưa có ai comment đâu, chắc chắn một điều là chưa có ai comment chữ ghét khách trả hàng hết trơn á. Thì bây giờ các tình yêu của em đồng loạt cùng nhau comment chữ là ghét khách trả hàng cho em đi, để em lướt comment em chọn ngay ra người may mắn để nhận được kính luôn, được không ạ? Nhanh nha, nhanh nha. Comment cho em là ghét khách trả hàng để em được tặng kính cho mọi người. Đây, comment là ghét khách trả hàng, nói nghe nè. À, sợ ấy là sai luôn nha. Mọi người ơi, mọi người chỉ được trúng thưởng của em. Mọi người chỉ được trúng cái kính này khi là mọi người có chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và chia sẻ vào 10 hội nhóm chụp màn hình gửi fanpage thì mới hợp lệ mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mọi người comment cho em là ghét khách trả hàng được không ạ? Comment cho em đi, ghét khách trả hàng để em sẽ lướt comment liền luôn nha. Nghĩa là bị bom hàng đó. Dạ chị Khánh Trang ơi, nhưng mà đáp án là ghét khách trả hàng là phải trùng khớp với đáp án này nha. Rồi mọi người cùng nhau comment cho em là ghét khách trả hàng được không ạ? Bây giờ em sẽ lướt comment và chọn ngay ra người may mắn luôn nha. Nói nghe nè, nếu như những ai mà chưa có chia sẻ livestream để bốc chúng rồi á, rồi mới chia sẻ livestream là sẽ không được tính đâu. Còn những ai á mà có chia sẻ livestream 1 phút trước hoặc là vài phút trước thì vẫn ok nha. Cho nên mọi người bây giờ hãy tranh thủ chia sẻ livestream lúc mà em còn chưa bốc chúng tên mọi người nha. Rồi bây giờ em lướt liền luôn nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? À? Ai đây ạ? À? Đây, 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 đây. Like một phát nha, ở đây nha. Nguyễn Cường ghét khách trả hàng. Ok Nguyễn Cường nha. Rồi Long ơi, Nguyễn Cường là người trúng thưởng. Nguyễn Cường ơi, Nguyễn Cường comment cho Túc đi, trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn nha, để cái được trúng thưởng kính mà Trúc đang mang mã của nó nha. Mang cái kính này trên đầu của em nè.
Có mã là 0318 là kính này 400k một cây. Chia sẻ Không. mới được nha. Ừ, mọi người nhớ nha, có chia sẻ live stream thì mới được tính, còn nếu như mọi người không có chia sẻ live stream là mọi người sẽ không được tính đâu nha. Nhớ nha, nhớ nha. Nè, khi nào mà mọi người trúng thưởng mà mọi người mới chia sẻ live stream là em không tính, trừ khi mọi người là chia sẻ live stream vài phút trước. Rồi em nhắc vô em thấy trên Facebook của mọi người có chia sẻ live stream ở chế độ công khai thì mới hợp lệ, còn không là không hợp lệ đâu nha. Rồi Cường ơi, cảm ơn cho tóc đi. Hả? Về nhà bé siêu bao nhiêu ý là sao em không hiểu luôn á. À, về nhà bè ship bao nhiêu ý hả? Dạ Nam Lê ơi, về nhà bè ship của nó có Ray-Ban xịn không? Dạ có luôn Nguyễn Hùng ơi, về nhà bè ship là 30k nha anh ơi. Ê, nhà bè là trong Phố Chí Minh không ngoài Phố Chí Minh? Nhà bè là 30k nha. Rồi 8431 cho chị Thúy Anh Nguyễn màu đen dễ thương quá vậy. Dì Kiều Mỹ quá hả? Dì Kiều Mỹ Tho. Rồi ok Nguyễn Cường ơi, cảm ơn là trúng thưởng kèm số điện thoại nha. Sao mà đau tim dữ vậy trời. Em có cái Ray-Ban này đẹp lắm nè. Có Ray-Ban này 350 nè, anh gì đó lấy không nha. Hello anh Huỳnh H15 bà nội, chào anh Lương nghe. Cái này em đang mang là 3026, giá của nó là 350. Kính này trồng của nó là trồng thủy tinh. Kính này trên đây có chữ Ray-Ban, cái này không gấp được, màu xanh đen mọi người nha. 350 một cây. Mọi người lấy kính này thì mọi người comment cho em nha, 3026 kèm theo số điện thoại. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn, có hộp chính hãng của Ray-Ban đầy đủ luôn nha. Ai lấy thì mọi người comment cho em nha. Ok Nguyễn Cường trúng thưởng nha. Rồi bây giờ em sẽ qua liền luôn nha. Em sẽ xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream. À chưa đâu, em sẽ công bố con người nào chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Đây, đã có người chia sẻ. Tối nay có like được không chị? Có em nha, tối nay có like nha. Đây, bạn này là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Quyền nhỏ mọi người nha, bạn Quyền nhỏ là người chia sẻ livestream cho Túc Túc nhiều nhất. Cảm ơn Quyền nhỏ luôn nha. Ray-Ban màu trà bạn ơi. Dạ cái Ray-Ban màu trà của em vừa mới hết luôn đó, 3026 rồi. Phát lên cho em xin số điện thoại đi, để em giúp hàng nha. Bữa giờ đi đâu bà nội? Bữa giờ em đi công tác ở xa. Hello anh gà con, tôi có chờ anh gà con luôn ạ. À. Phát lê ơi, phát lê cho em xin số điện thoại để em chốt hàng cho anh luôn nha. Không có kính 10k đâu, mấy giờ chị? 7 giờ 45 em nha, 7 giờ 45 mọi người vô live stream cho với Túc Túc luôn ha. À. Dạ 7 giờ 45 anh Cường ơi, anh Cường cho chia sẻ mạnh mạnh lên cho em nha. Em lại thích mạnh lắm. Rồi anh gì đó ơi, Phát Lê ơi, Phát Lê có lấy cái 3026 thì Phát Lê cho em xin số điện thoại. Huyền Huyền Muôn T ship không em? Là sao vậy em không hiểu luôn nè. Nhưng mà nói chung là em ship toàn quốc. Ok Phát Lê em chúc anh 3026 luôn nha. Dễ thương chưa? Nãy giờ không comment, em comment dùng việc kết thúc mini game, kết thúc livestream là comment liền luôn rồi kìa. Dễ thương lắm luôn. Em cảm ơn được. Mọi người ơi, mọi người ơi, em chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha. Dạ, Nhã Tuấn ơi, Nhã Tuấn lấy 3026 này, kính Ray-Ban hàng cao cấp này, cái gì vậy? Đi bơi nha, bye bye. Ôi, chị chưa được tắt mà nó chạy ghê thì cạn lời. À, 7 giờ 45 nha. Rồi, mọi người ơi, cái kính này em đang mang nha. Có sợi nào tốt không em? Có sợi nào tốt không em? Dạ, cái kính này nè. Bố bố giờ có được không? Được luôn nha. Ok Nhã Tuấn ơi, cho em xin số điện thoại để em chốt cái cây 3026 này cho anh nha. Trồng thủy tinh chống tiêu UV thì chuẩn 400 luôn. Bảo hành 3 tháng giao hàng tận nơi cho mọi người. Dạ Bảo Nam ơi, anh lấy 3026 này, anh comment cho chút số điện thoại luôn ạ. Anh Nhã Tuấn ơi, anh Bảo Nam ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. 700k sale còn 350 mọi người nha. Kính này là hàng Ray-Ban cao cấp luôn, có hộp đầy đủ cho mọi người. Cái hộp anh để đây nè, đây. Có hộp Ray-Ban đầy đủ cho mọi người, có số điện thoại thì em mới chốt được. Bây giờ em chuẩn bị kết thúc livestream rồi đó. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha. Tối nhớ chơi với em nha. Có khăn khiếu đầy đủ cho mọi người luôn, cái hộp da cao cấp này luôn nha. 350 một cây. Anh Bảo Nam ơi, anh Bảo Nam cho em xin số điện thoại nha. Rồi, anh gì đó ơi, anh nhờ anh Tuấn ơi, anh lấy cái này thì anh cho em xin số điện thoại để em chốt hàng cho anh nha. Vì bên em á là chốt trên hệ thống, nếu như mà anh không có số điện thoại là sẽ không chốt được đâu ạ. À. Rồi đi ăn đi. Dạ ok em đã thấy Bảo Nam rồi. Bé ba bé út của chị Trúc luôn. Em chốt cho anh Trần Dương cái 3026 có kính dạ cận không em? Dạ anh Trần Lưu, anh được Lưu ơi, em không có kính dạ cận. À em có kính dạ cận tròn tròn. Nhưng mà em cũng bị kết thúc livestream rồi. Có gì tối nay anh vô anh chơi với em nha. Em chốt cho anh Bảo Nam rồi. Còn anh Nhã Tuấn ơi, anh có lấy cái 3026 này không? Anh lấy 3026 này thì anh comment cho em đi cái số điện thoại nữa để em chốt hàng cho anh nha. Dạ em tối em có làm, 7 giờ 45 em làm. Dạ Đỗ Văn Hưng ơi, tối là 7 giờ 45 em live tới 8 giờ 45 mọi người nha.
Rồi bây giờ mọi người nha, bây giờ em xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream. Còn anh gì nè, Bảo Nam nói rồi đúng không? Anh Nhật ơi, nếu như mà anh Nhật chưa chọn được mẫu này hay là anh Nhật muốn coi thêm mẫu nào nữa thì tối nay 7:45 anh Nhật vô chơi với em nha. Bây giờ em xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nãy giờ đã ủng hộ em nhiệt tình luôn nè. Còn không là cảm ơn mọi người nãy giờ đã ở lại trong livestream tám chuyện với em nè, nói chuyện với em từ đầu buổi tới bây giờ luôn rồi nè. Tối anh đến chơi với em được không? Trời đất ơi, em bán kính mà, có ngồi chơi đâu mà đến chơi. Thế ba anh Tùng ngồi, ba anh được, ba kiện cừu, ba mọi người luôn nha. Oxy quốc của chị Túc luôn, bye bye.